Mùa mưa bão năm 2023 đã đến với những dự báo thời tiết sẽ diễn biến phức tạp, khó lường. Để tránh chủ quan trong công tác phòng tránh ứng phó thiên tai gây mất an toàn cho nhà ở, công trình trên địa bàn, Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu yêu cầu ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 1-2 và chủ đầu tư các dự án đang thực hiện trên địa bàn thành phố triển khai ngay các giải pháp cấp bách phòng chống mưa bão. Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu yêu cầu các ban quản lý dự án, các chủ dự án đầu tư xây dựng đang thực hiện công trình phải kiểm tra có biện pháp đảm bảo an toàn tại các công trình đang xây dựng và các công trình mới hoàn thành đưa vào sử dụng. Với các công trình nhà cao tầng, công trình có hạng mục cống thoát nước, công trình thi công cải tạo, công trình trên phạm vi núi, khi có bão phải ngừng thi công, đồng thời lập biện pháp đảm bảo an toàn cho người, thiết bị, bản thân công trình và công trình lân cận, neo giữ gia cố dàn giáo thi công, cần trục tháp, máy vận thăng và các thiết bị thi công trên cao trước khi có gió bão. Đối với công trình đang thi công tầng hầm, cần có biện pháp gia cố để tránh sạt lở đất. Đối với công trình nhà cao tầng, phải kiểm tra công tác đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường, có biện pháp neo giữ gia cố dàn giáo thi công, lưới bao che, hàng rào tôn, cần trục tháp, máy vận thăng.